tập đi tập lại. Ờ, cười nhá. Đi từ ánh ngoài đánh, cẩn thận đấy nhá. Vâng, cẩn thận đấy. Cẩn thận. Cẩn thận là thế nào anh? Tao biết bịt vợ mà chặt tay ấy. Ai bịt vợ mà đây? Cứ kể cả có bịt cũng không lộ ra được. Nói trước. Thôi. Đánh cái gì anh? Ông anh yên tâm. Không chắc gì, một em đánh ở đồng hoàng. Bắt cái hay liên. Liên gì đi. Đi đi đi. Ra 1 triệu. Bị bậm thì bây giờ anh có bốc cái anh cho anh đấy thì làm sao mà lấy được đấy. Anh cứ nháo bài cho anh chia bóng đầy 1 triệu bị nên ăn tôi chẳng anh mấy thằng đấy thế cơ ôi anh không bốc cái nhá anh chia đi chia đi mình tĩnh có gì đâu ra anh chia đâu đây nếu ai không đánh vào việc đó. Đại ca đã bỏ sớm rồi. Còn 2 triệu. Ngoài ra thì phải ăn tiết canh tinh người. Mấy triệu anh 2 triệu thế, tính cái gì? Bắt bằng cái nào. Không cả tính canh tinh người. 2 triệu này lên 3 triệu. Bỏ. Ba triệu là bằng cái gì? 3 triệu là bằng. Bằng. Này nó chết. Úi giời ơi. Đại ca chia kiểu sao thì nó còn liêng này. Chưa? Đủ. Nó 1 triệu đi. Đen hẹp. Bây giờ tôi nói cho anh em nhé. Mẹ ăn chơi bời phải lịch sự nhá. Ai không lịch sự đâu anh. Cần gì. Đây em đi cho anh 2 triệu này. Anh quý em anh vào đi. Vâng. Em theo cho anh 2 triệu. Thêm 1 triệu nữa là 3 này. Bỏ rồi. Thế là đánh hết thì ai đánh được. 2, 3 triệu, 8 điểm. Chỉ được. Ôi giời, bỏ ra thôi. 478 đi. Anh hôm nay không thua hết, không đi thua. Ờ, có mấy thằng em đi thua rồi. Tao làm sao đi thua hộ à, mệt à. Không, nhiều khi anh em nó bận nên ấy, mình cũng phải đi tính nợ xấu, phải cái tính nói của anh à. À, anh làm tài chính ở bến xe Hưng Yên phải không? Đúng rồi. Bỏ. Em nhìn thấy anh quen hình như anh có hay livestream trên mạng không? Không. Bỏ anh. Đại ca lại bỏ. Bỏ. Đến lượt em à? 1 triệu. 1 triệu. Bỏ. Đại ca đánh đi. Đại ca vào bao nhiêu? 3 triệu. Ui, thôi đại nhường cái đại ca ăn thôi. Bỏ. 3 triệu. Bao giờ? Chẳng nhường. Ui, 9 điểm luôn mà. 9 điểm. Đâu còn này. Anh đóng gà đó. Còn thứ số 500. Anh vừa tiền trước kìa. Đại ca này như là đất bỏ đâu này. Đâu ở Hưng Yên. Tôi bảo Hưng Yên mà. Đúng không? Đại ca Hưng Yên rồi, đại ca kết nhặt đấy kìa. Ở bên trên đóng gà đâu. Ok. Bỏ. Đại ca bỏ sớm, chán chẳng muốn đánh nhá. Bỏ. Đại ca này mấy điểm, bỏ sớm đấy. Làm điểm thôi. Yeah. 2 triệu. 1 triệu. 1 triệu liên 2 triệu. Sao mà phải nào. 1 2 triệu là bằng đúng không? Ừ. Úi giời. Thêm 3 triệu. 2 nhà cố gắng bắt đi. Bỏ. Bỏ sớm thế. Mấy? Mấy thì bỏ đi. Bảy nó có gì. 3 điểm bài. 3 điểm bài thì ăn làm sao được. Mẹ mày 3 điểm mà hù như thật gì. 3 điểm mà làm như thế mình mà cầm lên còn sát. Hai nhà định dọn ma vắt đánh nha bọn em không vào không bịp nhưng mà bọn em không bịp nhưng mà bọn em đánh láo được này cả láo được mẹ chặt tay đi giờ láo chặt tay anh thế anh giờ phần nhầm thế đánh giờ đánh nhầm với nhau đây ok anh bốc đi nếu anh không tin anh bốc đi đấy có ai anh toàn chăn người chứ bọn em đã chăn ai bao giờ đâu anh toàn đánh nó sợ thế này chung là gặp đại ca thì ai dám bịp bọn gì toàn anh em nhất là các anh nên em cháu ra bịp hắn này bỏ rồi đây em bơm 2 nít 2 triệu kia bằng 2 triệu này theo 1 triệu nữa đấy sao lên 1 triệu nữa 6 điểm ăn gì 7 cái không bao giờ ăn được tiêu này nghe đỏ nhỉ ăn lên sơ để giữ ăn tù thì dễ đi ăn tiền là được rồi chứ ăn tôi ờ
Mày ở đâu rồi, nhìn nó quen quen. Em ở Thanh Hóa. À đúng rồi, Thanh Hóa. Em chơi với một ông anh ở Thiệu Hóa. Anh biết cửa tranh đấy các bạn. Cái gì đi? Bỏ. Bỏ luôn. Đại ca ăn món này đại ca. 2...3... tổng 3 triệu. Thế đi anh. Đại ca chỉ đẳng cái nào vậy? 3 hoặc 5. 5 này sẽ phải. Mời bỏ 5 điểm bài. 5 điểm. Món này đại ca phải liêng rồi. Đây, anh để lại 1 triệu đây, nóng gà 1 triệu. Nóng gà. Đấy. Bốc cái kìa. Này tôi bốc cho. Bốc. Ông không bốc hay tôi bốc? Ở đây tôi bốc. Bốc thoải mái. Đây, à, chia đi. Bốc thoải mái thì phải thoải mái rồi, thoải mái mới bốc đại ca. Mấy cái mà chưa nhận được cái nào này ăn thì đi ăn thế. Triệu. Thôi. Triệu thêm triệu. Bằng. Thêm triệu nữa. Vậy là ca mới theo được. Bằng 3 triệu. Anh bỏ 2 triệu là ok. Lên mấy triệu đấy. 5 triệu. Ai giờ thêm mấy đại ca? 5 triệu. 5 cơ. Ôi giời ơi. Mẹ mày. 7 điểm bài tự nhiên lại thêm 1 triệu làm cái gì? Thêm 5 triệu cân nhỉ? 5 triệu cân. Bỏ mẹ cho lành. 7 điểm bài thêm 5 triệu. Không chơi được. Đáng kia đánh đi. Bỏ đấy. 8 điểm này. Đây là 7 điểm. À mày. Ui giời. Ui giời. Chết. Mày ăn sao? Không ăn được gì đâu. Ăn đây. Gà như thế là được rồi. Ăn một ăn như thế nào đi. Còn đỏ đấy. Nghe lại cốc gì. Mày ăn mãi mới được thật sao. Đại ca làm 2 ván rồi đấy. Thôi em xong. Xong. Anh không làm rồi. Nhà kia chơi ống kìa. Hơn sơn với đại ca tí không? Đại ca. Anh em mình làm 2 triệu. Làm đại triệu đi. 2 triệu thôi. Làm mẹ đeo 2 triệu rồi. Anh em nhau lưu tẩy thế. Thế đại ca gì? Đỏ. Địt mẹ à, bó đâu. Thôi, thế cái anh đi. Bó đâu. Đại ca bỏ, đại ca cũng quan hệ với mẹ luôn à. 1 triệu. 1 triệu lên 2. 2 bắt bằng à. Thêm 2 triệu nữa. Bảy không có đéo gì, chán thật. 7 điểm đi. 7 điểm có át rô này, không đánh thì người ta cười rồi. Hù nhà này không hù được. Hù làm sao được. Em xin đại ca nhá, 2 triệu đấy nhá. Anh mấy điểm, bắn đây anh mấy điểm. 1 tiền. Ok này. Đại ca xích cỡ này em. Bỏ rồi. Chết chứ, sợ tiền rồi bỏ. Bỏ luôn như này. 2 triệu. Anh em mình giao lưu với anh nhỉ. Bỏ. Ơ, nó không à. Không văn bài. Đây. 1, 2, cá này không ai dám đánh. Không ai dám. Anh để lại 1 triệu đây. Nó cứ cộng, đại ca cầm về hết, nhưng bỏ lại sau không được. Đây, đúng rồi ạ. Đây. Chưa đi. 1, 2, 3, đúng không? Thiếu mình đúng không? Ok chưa đại ca? Chưa đi. Anh nhìn tận tay trái này. Tận tay trái là tài, có tài. Mày đi mày ảo này, anh nói. Em không có nói gì đâu. Đại ca kìa, anh kia. Bỏ sớm đi. Này mày ở đâu mà đi, mày nói với tao một cái nước ca nó cất. Anh em ca bả bố em không có gì đâu. Anh đùa
Em ở hàng cuối. Mấy là cân nhỉ? Đại ca đánh bao tiền? Đi 1 triệu thôi. Đi 1 triệu. 1 triệu. Cân. Theo 1 triệu lên 1 triệu. Quan trọng gì? Sao đại ca? Bỏ à? 1 triệu bất bằng. Thêm mấy? Đại ca cho em một con số đi. 5. Ôi giời ơi. Ông này đập phone nhảy bỏ sớm thế. Thêm tổng là thêm 5 à? Thêm 5. Thế em là 6 triệu cân đúng không? Đúng rồi. 1 2 3 4 5 6 này, bằng đúng không? Ừ. 1 2 thêm lại 2 triệu. Nhà kia. Tính 2 triệu, thế là bao nhiêu nhỉ? Anh em bỏ mượn ít đây. Bỏ mượn bao nhiêu? Để cho mượn là 10 triệu nhá. Trời phát rồi. Đánh thua điên quá. Bài vẫn là không theo thì hơi phí. 10 triệu. Giờ bỏ vào 7 triệu à? 7 triệu. 1 2 3 này. 7 triệu. Cân. Con con hay lên. Đại ca. Lên 2 triệu. Lên thì. Đại ca 4 triệu cân. 4 triệu cân luôn. Địt mà sao. Có nhỉ? Thôi. À, chờ. Gặp hàng rồi, 4 triệu. Gặp hàng rồi. 5. Ôi thật chết rồi, 5 cơ. Thế nhà này 4 nhà 5 là 9 triệu cơ, nhiều quá nhỉ. Nó bài này khó đánh đấy. Thế, con bài vay được tiền rồi đấy. Này chết. Nhà này là thêm 4 triệu à, đúng không? Đúng không? Thêm 2 4 triệu, à đâu 2 triệu. Nhà thêm mấy? Thêm 2. Thêm 2, thêm 2 với đây thêm 5 là 7 chứ, đúng không? Thế mà em bảo 9 triệu lại càng ấm à mừ. 2 triệu này, 3 triệu này, 4 này, 5 này, 6 này, 7. Thêm 5. Ôi, liêng liền bỏ này. Ôi giời. Cái cú. 7, 8, 9 bỏ á? 9 bỏ. Tiền đâu nữa mà chả bỏ, các ông liên căng quá, đéo sao. Vừa vào... 5 triệu đúng không? 5 cân đúng không? Cân rồi nhá. Hay là thêm? Từ từ. Nó là điểm. Đánh căng thế. Con bài tìm quá. Ngay hai nhà có hàng. 5 triệu. Chắc các bố chẳng có liêng. 7, 5, 9 ông bỏ thì đánh cái gì nữa. Đây cũng sợ thua. 5 triệu nữa. Đây có 5 triệu rồi. Nghe con bài này khó đánh nhỉ. Thôi thất tay này. Hết thì đại gạo. Mình được cho ai. Ai được đâu mà sợ đúng không? 3 4 5 bắt bằng này. 1 2 3 4 tất tay với đại ca đấy. Thêm 4. Tất đại ca cân cho em thôi nhá. Hết tiền rồi. Rồi, 1 2 3 4 triệu đúng không? Vâng. Cân đại ca ăn luôn đại ca ăn rồi. Lật bài. Ui giời, xem 10 như quý kìa. Ơ từ từ đại ca, đây đây đây. Em hơn đại ca tí. Ui giời, thằng nào chưa về vấn đề vẫn về đấy. Đại ca chia. Anh chia luôn đấy. Anh chia, anh chia. Ừ. Đất thức rồi. Quý cá. Mới gì quý gặp quý cá. Đây mình 8, 9, 10. Clip chúng tôi vừa làm thì để khẳng định lại một lần nữa là trong tất cả các dụng cụ chơi bài bịp thì cái kính áp tròng nó là một cái sản phẩm đánh kín đáo nhất. Kín đáo bởi vì làm sao? Bởi vì là khi mà chơi vào quanh kính này mình không cần phải có một động tác làm bài hay là chia bài nào cả. Và thậm chí mình không cần sờ tay vào bài. Đấy. Người ta chia ra là mình nhìn thấy sau lưng con bài. Mình biết bài của đối phương là bao nhiêu điểm rồi là mình đánh. Thì là nó là rất là kín. Đúng không? Còn cái việc hiệu quả thì trong cái đánh liêng mà dùng kính áp tròng thì nó là hiệu quả nhất. Bởi vì là làm sao? Bởi vì là mình biết rõ điểm của đối phương thì mình sẽ tìm được những phương án đánh. Còn nhiều người thắc mắc hỏi là cái kính áp tròng sau khi mà nhìn vào nhìn qua cái kính áp tròng nó sẽ như thế nào. Thì trước hết mình sẽ nói qua về bộ bài áp tròng. Bộ bài áp tròng là mắt thường nhìn vào nó là bình thường, nó không có cái dấu hiệu gì khác biệt cả. Đây, nó rất là bình thường. Thế nhưng mà khi mà đeo kính áp tròng vào thì mình nhìn sau này, mình biết rõ con này là con gì. Đây, tôi sẽ đưa vào. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Đây là con gì này đúng không? Người ta chia với con gì rõ ràng này. Đấy, con này con K này. Con này con át này, con át chữ A là át này. Đấy, 2 này. Con này dấu cộng là 10 này. Đấy, con này số 9 này. 8 này. 7 này.
6 này. Đấy. 9 này, à 6 này. Con này con 6 này. Đấy. 5 này. 4 này. Đấy là cái kính nhá chồng. Sau khi mà mình đeo vào thì mình sẽ nhìn thấy như vậy. Thế còn mà cái kính này nó như thế nào? Có nó có kín hay không? Đeo vào người khác có phát hiện được hay không? Thì đây. Đây là cái kính này. Nó màu như là màu của mắt, đúng không? Các bạn nhìn kỹ này. Đấy. Nó rất là mỏng. Đây là cái loại kính đời mới. Đấy các bạn nhìn thấy nó cứ cong lại, nó cứ quăn lại như này, chứng tỏ nó rất là mỏng. Đấy, đeo vào nhìn này. Các bạn nhìn mỏng không? Cái mỏng này để làm gì? Mỏng là khi mà mình đeo vào mắt nó không bị cạnh mắt, nó không bị cộ mắt, chảy nước mắt, cho nên là ai cũng đeo được, người nào cũng đeo được. Đấy, rất mỏng này. Đấy, các bạn nhìn kỹ chưa? Cái này đeo vào trong mắt thì cái chỗ cái màu tím tím này, nó là màu của mắt rồi. Và người khoác nhìn vào trong cái mắt của mình là không biết mình đang đeo kính. Đấy. Kính này mình phải đeo hai kính hai bên là sẽ mình nhìn nó rất là rõ. Đấy là về cái kính áp tròng. Thì như cái ván bài vừa rồi đấy, như cái trận bạc vừa rồi đấy, nhân vật chính đeo kính áp tròng và biết được những ván bài rất là hay. Ví dụ như ván bài có thể là mình không có điểm, đúng không? Mình có 1 điểm, 2 điểm thôi, nhưng mà mình vẫn đánh được, bởi vì mình biết được là bài đối phương nó chỉ tầm 6 điểm, 7 điểm thôi, thì mình đuổi thì người ta chạy. Thế nhưng mà nếu như mình không biết điểm của đối phương mà mình cứ đuổi tù mù, mình không điểm mình đuổi mà gặp phải người ta 9 điểm hay là liêng thì người ta không chạy và mình sẽ mất tiền ván đấy. Hay là những cái ván bài, ví dụ như ván bài kinh điển như ván bài mình lên bài là Rivika, nhưng mà mình nhìn thấy bài của đối phương nó là sáp rồi thì mình lên đánh làm gì, đúng không? Mình không mất 1.000 nào cả. Còn nếu mà mình không đeo kính áp tròng ấy thì ván bài đấy mình mất khá là nhiều tiền. Đấy là cái hay của kính áp tròng. Cái thứ nhất là nó kín, người khác không thể phát hiện được. Cái thứ hai là bài đối phương mình biết rõ thì mình sẽ tìm cách mình lựa đường, mình đánh, mình chọn phương án đánh nó phù hợp nhất trong cái cuộc chơi của mình. Đấy là về kính áp tròng. Thì anh em nào thắc mắc về kính áp tròng, cần tìm hiểu về nó thì anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại đang nằm ở trên màn hình này. Ok, chào tất cả anh em.